Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh của Sơn Đình Audio. Video buổi tối ngày hôm nay ngày 4 tháng 3 thì Sơn Đình đã tiếp tục cập bến cho các bác những sản phẩm về âm thanh bãi. Hôm nay thì Sơn Đình về cho các bác toàn là những dòng loa cũng như âm ly rất là đẹp. Chiếc âm ly mà Sơn Đình thấy nó đẹp đến mức độ xuất sắc quá nên phải trải luôn cả cái vải nhung để lót cho chiếc âm ly. Đây là một chiếc âm ly đời đông PMA 2000, đời cao của hãng Đà Nông sản xuất. Gần như là mới tinh và từ đến cái vỏ thì đến mặt tiền không có một vết xước, thì đây mới là một chiếc âm ly tuyển chọn phục vụ cho các bác. Một cặp loa Coran XV7, đây là một trong những dòng loa phục vụ cho bác nghe nhạc vàng bolero. Dòng này nếu như bác nào mà chơi gọi là chuyên sâu thì các bác sẽ đánh giá là sẽ cao hơn cũng như là chất lượng hay hơn so với những dòng Pioneer tầm tiền. Bát 30 gân vải màng giấy, bác nào mà đang cần nghe những cặp loa nghe nhạc vàng bolero bát uy lực thì những dòng Coran này sẽ đáp ứng cho các bác rất là tốt. Bên cạnh đó thì ở phía bên trên này có một cặp loa Onkyo D77MRX. Thì cái model của dòng D77 thì đây là model cao nhất rồi, được sản xuất từ năm 1997 hay là 2000 về những dòng này, này rất là đẹp. Zin tuyệt đối từ gân lẫn màng, cấu hình bát 30 chung 14 và một tép lỗ tông người phía trước, một cặp loa cũng rất là đẹp của hãng Onkyo. Và ở trên cùng thì sẽ có một cái cục đẩy, đây có hay là gọi là cục công suất của hãng Yamaha. Model của dòng này là Yamaha P2100, nó nặng đến 17 cân, chạy 8 sò sắt, mức giá chỉ có hơn 4 triệu. Thì bây giờ Xuân Đình sẽ quay chi tiết cho các bác từng sản phẩm. Hai cặp loa rất là đáng chơi trong tầm tiền, thì tùy theo cái nhu cầu cũng như sở thích và các bác thích cái dòng nào thì các bác cứ alo trực tiếp cho Xuân Đình theo số đặt trên bài là 0395727582, địa chỉ cửa hàng ngõ 42 đường Trần Cung, thành phố Hà Nội. Bây giờ thì Xuân Đình mời các bác cùng Xuân Đình quay chi tiết cũng như báo giá từng sản phẩm trong video. Đầu tiên sẽ quay cho bác tức là cục công suất hay còn gọi cục đẩy. Đấy, các bác gọi bình thường thì gọi là cục đẩy của hãng Yamaha, máy nặng là 17 cân nhá. Model của nó là Yamaha P2100. Đấy. Dòng này thì có hai volume, gọi là hai kênh AB. Đấy. Máy chạy 8 sò sắt, bộ bên này là 4 sò sắt. Bộ bên là 4 sò sắt và sò zin. Hai quả tụ lọc nguồn to như hai lon bia, một nguồn ở chính giữa rất là khủng. Đấy. Đây là hệ thống mạch linh kiện ở bên trong, máy móc cũng rất là mới. Thậm chí từ những con ốc nó còn nguyên cả những cái gen sắt ở bên trong. Dây nguồn zin rất là đẹp. Công suất của dòng này là 230W. Đây là đẩy gia đình. Các bác chơi về những dòng đẩy này thì các bác sẽ biết. Và trở kháng của dòng này ra hai kênh là từ 4 đến 16 ohm. Đây là cầu loa. Đấy, đây cầu loa. Dòng này thì sẽ có 3 cái đường vào thiết kế cho các bác. Nó rất là chuyên nghiệp. Một đường AV, một đường jack canon đực và cái. Đấy, thì tùy các bác. Ví dụ như các bác sử dụng trên cái vang hoặc trên những chiếc lọc xì thì có cắm một cổng AV rất là tiện dụng. Đấy. Máy móc nguyên zin đã test là hoạt động tốt. Cục đẩy này thì Xuân Đình cũng rất ít khi bán về những dòng đẩy Yamaha, nhưng thấy một chiếc đẩy nó chất lượng và nó còn đẹp thì phục vụ cho các bác. Đã test là hoạt động tốt. Các bác chú ý kỹ, đây là hàng nội địa, điện 100V. Size bề ngang của nó là 48. Nếu như các bác đặt chiếc vang cơ hoang số lên trên này thì nó đúng vừa với cái size của cục đẩy luôn. Hay là thiết kế của nhà sản xuất thì làm thì nó đúng bằng size. Đấy. Mức giá tiền chỉ có 4.200.000 đồng. Giá này là giá tốt nhất tại cửa hàng Xuân Đình cũng như giá tốt nhất thị trường khu vực miền Bắc với một chiếc đẩy của hãng Yamaha. Mô hình của nó là P2100, nặng 17 cân các bác nhé. Máy móc linh kiện là toàn là những dòng linh kiện cao cấp và đây là hàng nội địa của Nhật luôn. Để các bác an tâm về chất lượng cũng như sử dụng những chiếc đẩy tốt, zin đẹp, giá chỉ có 4.200.000. Đã test là hoạt động tốt. Ở phía đằng sau này thì Xuân Đình sẽ quay cho các bác là hai cặp loa. Thì đây là cặp Onkyo D77MRX. Cặp này thì nó dòng chót đời cao nhất của hãng của dòng model D77 rồi. Thì có FRX và MRX thì đây là đời cuối cùng hay còn gọi là đời cao nhất. Zin tuyệt đối từ gân lẫn màng. Dòng này thì gân của nó là gân cao su mềm. Màng của dòng này thì nó dạng là màng giấy và nó được tráng một cái lớp bóng ở bên ngoài. Nên lớp này lớp vẫn tránh bị oxy hóa này. Rốn của nó là rốn vải. Một chung 14. Một tép đôm. Lỗ tông hơi phía trước. Cặp này thì
thỉnh thoảng mới gặp mà Xuân Đình thì cũng giao lưu cặp này ít nhất khoảng lần, đây là lần thứ 3 rồi. Một cái cặp loa đời cao của hãng Onkyo, hình thức là còn đẹp sang trọng. Loa này thì kích thước tổng quan chiều cao của loa nó đạt là 66, chiều ngang của nó là 36 và chiều sâu của nó cũng vậy, chiều sâu cũng là 36 luôn. Thiết kế đẹp, 3 phân tần riêng biệt, bát trung tép, chất âm hay, hình thức sang trọng. Cặp này thì các bác cũng là vừa nghe nhạc vừa hát karaoke cũng đều được. Loa màu gỗ, căng cước còn nguyên zin và căng cũng còn rất là đẹp luôn. Góc cạnh thùng rất là xuất sắc. Quan trọng nhất vẫn là cái mức giá tiền. Thì từ năm cuối năm ngoái đến bây giờ thì cái mức giá loa bãi bây giờ nó rất là rẻ rồi. Nên bác nào cũng chơi được về loa bãi hết. Nên tội gì các bác phải đi mua những cái cặp loa tàu hay là loa phun làm gì. Cứ chơi loa bãi mà chơi các bác ạ. Cặp này thì góc cạnh đằng sau trở kháng 6 ohm, công suất là 150W, loa thiết kế là bên trái bên phải, góc cạnh loa là rất là xuất sắc. Còn tất nhiên thì nó vẫn có chảy xước vì đây nó là đồ cũ chứ không phải đồ mới tinh. Vuông thành sắc cạnh. Đấy, mức giá tiền thì Xuân Đình bán cho các bác chỉ có 9.800.000 đồng là các bác đã sở hữu được một cặp loa Onkyo D77MRX xuất sắc và đẹp đê kem. Đây là hàng bãi của Nhật, chất âm luôn luôn vừa xa tầm tiền. Loa này là vừa nghe nhạc vừa hát karaoke rất là tốt. Còn ở phía đằng sau thì Xuân Đình lại về được một cái dòng loa khác cũng là của Nhật Bản, đó là dòng loa Koran. Thì cái cặp này cũng vậy, cặp này cũng khá là hiếm. Thì hôm nay hai cái mẫu loa mà dành cho các bác trong video này đều là những mẫu loa khá hiếm mà hàng đều là hàng chất lượng. Cặp Koran XV7 này thì đây cũng là đời cao của hãng Koran sản xuất. Koran thì nó là một trong những dòng loa gọi là dòng loa quý tộc, chất âm, hình thức và thiết kế. Hôm nay thì trang bị cấu hình là một bát 30 của kiềng xương đúc, gân vải lụa, màng giấy. Đấy. Một chung đôm 18. Cái chung này thì bác nào mà đang chơi những dòng loa Yamaha NS1000 monitor thì đây, cái kết cấu của này là giống đặc luôn. Và một tép đôm, hai tinh chỉnh trung tép, lỗ tung hơi phía trước. Cặp này thì thiết kế loa nó rất là đẹp và đối xứng bên trái bên phải. Loa thì kích thước rất là cao to, chiều cao của nó đạt là 72, chiều ngang nó là 39 và chiều sâu của loa là 33. Đấy, cái phần gỗ bốn xung quanh rất là đẹp. Đấy, đằng sau này thì nó lại còn cắt một cái khe gỗ nữa. Đấy, đây đặc trưng của cái cặp này nó là như vậy nhé. Đấy, loa thiết kế thì rất là chất rồi. Cặp này thì rất là nặng, trở kháng của loa 8 ohm, công suất của nó là 120W một loa. Và dòng này thì cũng thiết kế là bên trái bên phải, một cặp loa rất là xuất sắc. Căng cước cũng là căng vải zin theo loa luôn chứ không hề căng mới. Đấy. Căng tem mác còn đầy đủ hết. Dòng này thì rất dễ phối ghép. Ở đây thì hôm nay Xuân Đình về được một chiếc Omni Đờ Lông thì đang ghép cùng. Ngoài ra thì cái cặp Koran này các bác có thể ghép với những dòng Pioneer, những dòng Sơn Sui hoặc là những dòng Omni Lukman hoặc những dòng Omni cổ đánh sò sắt, đánh cặp này rất là tuyệt vời. Hình thức đẹp sang trọng, loa là còn nguyên zin từ gân lẫn màng. Cặp này thì cửa hàng Xuân Đình giao lưu với các bác mức giá chỉ có 10.500. Mức giá này thì nó chưa bằng một cặp Pioneer T66. Nhưng ngược lại thì để đánh giá về chất âm của cặp Koran này thì rất là nhiều, những cặp loa tầm tiền này thì không có cửa để so sánh. Và bác nào mà đã từng chơi qua những dòng loa Koran thì các bác cũng biết đây là một cái model khá là hiếm để các bác sưu tầm. Loa đẹp góc cạnh. Đây phía đằng sau. Sau đây là nó được phủ một lớp sơn bóng, đây là sơn để chống bể nở hay là bị ẩm mốc. 8 ohm, 120W, này dòng loa rất dễ phô ghép của hãng Koran sản xuất, góc cạnh thùng nó xuất sắc rồi. Mức giá bán thì cũng mềm mại cho các bác chơi những cặp loa chất lượng, 10.500. Dòng này thì chơi rất tốt với những diện tích phòng 30-40m2. Nhìn quả chung 18 là quá uy tín để các bác nghe nhạc vàng bolero rồi. Em bác nào đang cần chơi những cặp loa chất thì cứ alo Xuân Đình, cả hai cặp loa trong video ngày hôm nay, căng cước đầy đủ và rất là đẹp. Và cuối cùng thì Xuân Đình giới thiệu cho các bác đó là một cái siêu phẩm của hãng Đàn Ông sản xuất, đó là âm ly Đàn Ông PMA 2000. Đấy, chiếc âm ly thì Xuân Đình quay thật chi tiết cho các bác và đây là một cái video quay thực tế luôn, không úp mở gì cả vì chiếc âm ly rất là mới. Xuân Đình còn trải một cái nhung ở dưới để chiếc âm ly lên vì cũng bán rất là nhiều dòng âm ly đời cao của hãng Đàn Ông, nhưng đã tìm được một chiếc âm ly mà các cái phần cạnh, đấy, mặt tiền mà không có một vết chấm nhỏ là thì rất ít.
Đấy, các bác thấy rõ không? Đời dòng này thì đời cao rồi. PM 2000 này thì cũng sản xuất từ những năm 2000 rồi. Đây là cái lớp vỏ này. Vỏ zin không hề sơn si gì cả, không có móc méo, góc cạnh rất đẹp. Hậu sâu, size của nó là size 43, cái chiều sâu nó cũng phải đạt là 45 rồi. Đây là phía đằng sau, các cái đường vào, rắc cắm đường vào rất mới. Đấy. Dòng này thì số series của máy là 2640, điện 100V, công suất 250W, made in Japan. Thiết kế của những cái đời này thì nó đánh vừa đánh B-Way hoặc đánh hai cầu riêng biệt cũng được. Đấy, bác nào mà đang chơi những cặp loa B-Way hai cầu thì ghép chung vào cũng rất là tuyệt vời. Nó ghi rõ là B-Way này. Đấy. Đẹp long lanh. Đấy, dây nguồn đầy đủ hết. Chiếc âm mê này thì xuất đỉnh là chưa tháo về cái phần ruột. Nhưng các bác an tâm là chỉ cần nhìn qua cái phần vỏ mà nó đã không có một vết móp hay là vết xước nào thì các bác cũng phải khẳng định luôn với các bác là âm ly ruột gan nó rất là mới. Chiếc âm ly này thì xuất đỉnh cũng bán được bác mức giá chỉ có 12.500.000. Đàn ông PMA 2000. Đấy, đời cao, đẹp, xuất sắc mà giá thì chỉ có 12.500.000. Giá rất là mềm mại, nguyên zin tuyệt đối. Dòng này thì rất dễ phối ghép. Thì hôm nay các bác có thể là mua cả bộ cũng được vì cặp loa Coran đánh với chiếc âm ly đàn ông này cũng rất là hợp. Ngoài ra thì những dòng này các bác đánh dòng loa cây cột, những dòng loa đời cao thì ghép với những dòng đàn ông này rất là tuyệt vời. Hoặc là các bác đang chơi những dòng GB, dòng bốt ấy. Mức giá là 12.500.000 cho một chiếc âm ly siêu đẹp của hãng đời lông sản xuất PMA 2000. Các bác nhé, duy nhất chỉ có một chiếc thôi. Video này thì số đỉnh vừa lên cho các bác là 4 sản phẩm, 2 chiếc âm ly và 2 cặp loa. Cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian theo dõi video cửa hàng và mọi thông tin chi tiết thì các bác cứ alo cho số đỉnh, em xuống ở trên bài. Xin kính chào và hẹn gặp lại.